Thủ môn Đặng Văn Lâm có thể rời câu lạc bộ Bình Định để khoác áo đội thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin mới nhất mà Vĩnh Long Minh Hải có được trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2024. Như vậy là đội Bình Định đang đứng trước nguy cơ mất đi ngôi sao lớn nhất của mình là thủ thành Đặng Văn Lâm sau khi chia tay hai ngôi sao đó là Allen và Leo Arthur. Và chúng ta đã biết là trong suốt những năm vừa rồi, câu lạc bộ Bình Định đã có rất nhiều nhân tài nhưng họ lần lượt rời câu lạc bộ. Và các bạn có thể liệt kê ra những tên tuổi rất lớn, đó là Henrio Brafenson, hai cầu thủ đóng vai trò quan trọng mang lại chức vô địch cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Và bộ đôi Allen và Leo Arthur, hai người về Công an Hà Nội và cũng mang theo giấc mộng vô địch của Công an Hà Nội. Và bây giờ đến thủ môn Đặng Văn Lâm, ngôi sao cuối cùng của câu lạc bộ cũng rời đi. Thật sự rất đáng lo ngại. Các bạn nghĩ sao về việc này? Hãy để lại ở phần comment. Và đừng quên, hãy cùng thả tim, like và follow Vlog Minh Hải để nhận mọi thông tin mới nhất về tình hình chuyển nhượng ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều.